Chào các bạn nha. Hôm nay là đầu tuần, hai chồng mình có dịp đi siêu thị chơi. Thì mình đang ở trong nhà xe đi. Nào. Đây là siêu thị. Dạ. Anh dùng cái trà đi ạ. À, dùng thử hả? Dạ đúng rồi ạ. Anh dùng thử đi ạ. Anh thấy chị trà như thế nào ạ? Chị trà được không ạ? À, giới thiệu thôi. Trà anh vừa dùng là trà hoàng thảo mộc ạ. Nó có công dụng là hỗ trợ thanh nhiệt giải độc. Anh xin vô đây nha. Thanh nhiệt giải độc. Quay ghế được không? Cái gì anh? Hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ giảm đau, giảm viêm trong các trường hợp viêm dạ dày, hỗ trợ giảm nguy cơ mỡ máu, hỗ trợ ngủ sâu giấc nữa. Đây là thành phần của trà gồm có trà dây, kim đan hoa, cỏ ngọt và hoa nhài đó. Hoàn toàn là thảo mộc tự nhiên đến từ vùng rồi đó, chút anh quay lại anh coi sao. Dạ đi đâu một tiệm à? Đi thang máy. Đây là tầng tên của siêu thị. Không, nó có mùi lavender chị, tại vì nó đậm đặc ấy, hiện tại chị nó hơi đặc một xíu, nhưng mà khi mà chị đổ ra chị sáng không, nó có mùi hương nhẹ nhàng. Đang có chương trình khuyến mãi, chị mua 2 tặng 1 nước rửa chén 550 ml. Đâu mua cái nào đâu, mua đấy, cái đó hả? Cái đó một chai nhiêu hả? Một chai là 36.500. Mua 2 chai. Ở đây em có cái em có là bên chỗ một phiếu khuyến mại của bên Momo á. Giảm giá. Cái đó thì em không rảnh. À, mà mình ra ngoài quầy thu ngân mới có đó. Dạ. Cái đó không rảnh. Dạ, mua 2 thì tặng cái mình. Thế chị cứ mua thử một chai thì sẽ giải thử. Vậy chỉ cần toilet nhà mình chỉ cần pha 2 nắp thôi, bây giờ mình sôi nước, tại vì pha loãng thôi, để mình xả. Mình còn nước rửa chén hay là nước sạch để xả đi.
mua cái gì nữa không mua? Đi chưa? Người người thử qua thơm không? Cái này không có cho mình hỏi. Cho mà. Nè, cái lát cho. Cho hả? Có cái loại nào thơm hơn không? Chúng ta hay xả nhiều lây ra. Mấy loại này tùy cái mùi của mình nhé. Xong chưa? Bây giờ rồi hôm nay mình chỉ có quay đến đây thôi. Chúc sức khỏe các bạn nha.